四题，请选出正确答案。现在开始第七题。七，我已经两个月没有跟他见面了，也不接他的电话。你总这么逃避也不是办法。可是我不知道该怎么跟他说。不知道怎么说也得说啊，时间越久越麻烦。难的是什么意思？好，有请啊。我已经两个月没有跟他见面了，也不接他的电话。你总这么逃避也不是办法。可是我不知道该怎么跟他说，不知道怎么说也得说啊，时间越久越麻烦。难的是什么意思？ Tôi đã hai tháng không gặp anh ấy rồi, không cũng không nhận điện thoại của anh ấy. Lý chủ mà tại sao tháo bi? Bạn cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là một phương án, cũng không phải là một biện pháp. Nhưng mà tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với anh ấy. Không biết làm thế nào nói cũng phải nói. Thời gian trôi đi càng lâu thì càng không tốt. Người nam có ý gì? Đấy, sao mấy ý xin ạ? Đáp án xin là gì? Quấy, quấy. À, đừng hồi xem, tôi phản... Phản xu. Phản đào, đây, phản xu. Ơ xứ. Ok. Đi xứ chi, à, đi chi đá án xứ xí. Yêu mẹ tuy chứ có vấn thí. Là phải đối mặt với vấn đề này. Đấy.八，来中国一年多了，你有什么感想？我最大的体会就是中国太大了，要学的、要看的、要吃的太多了，只待两年远远不够。那你打算延长留学时间吗？我正在考虑这个问题。关于女的，下列哪项正确？来中国一年多了，你有什么感想？我最大的体会就是中国太大了，要学的、要看的、要吃的太多了，只待两年远远不够。那你打算延长留学时间吗？我正在考虑这个问题。关于你的，下列哪项正确？đến Trung Quốc hơn một năm rồi, bạn có cảm nhận như thế nào? Cảm nhận lớn nhất của tôi đó là Trung Quốc quá là lớn, những thứ cần phải học, những thứ cần phải nhìn xem và những thứ muốn ăn thì rất là nhiều. Chỉ ở có 2 năm thôi thì có lâu mới đủ. Vậy thì bạn có dự định kéo dài thời gian du học không? Tôi đang suy nghĩ đến vấn đề này. Liên quan đến người nữ thì câu nào sau đây là đúng?第八答案是 B， 他正在中国留学。cô ấy đang ở Trung Quốc học tập。好。九，这批来应聘的人，你对谁比较满意？我觉得那位刘先生不错，很会做商业谈判。但他原来是做进出口贸易的。跟我们离得有点远，年龄也大了些。专业知识不是问题，可以学嘛。刘先生的优势是什么？这边来应聘的人，你对谁比较满意？我觉得那位刘先生不错，很会做商业谈判，但他原来是做进出口贸易的。
跟我们离得有点远，年龄也大了些，专业知识不是问题，可以学吗？刘先生的优势是什么？ Trong những người đến ứng tuyển thì bạn hài lòng với bạn có bạn tương đối hài lòng với ai? Tôi nghĩ rằng cái ông Lưu đó thì được đấy, rất là biết đàm phán thương mại. Tuy nhiên ông ấy vốn dĩ là làm về xuất nhập khẩu thương mại, sống ở cách chúng ta cũng tương đối xa, tuổi cũng lớn một chút. Kiến thức chuyên môn thì không phải là vấn đề, có thể học được chứ. Ông Lưu, ưu điểm của ông Lưu là gì? Đi chỗ, đàn sư si, sàn ủy sàn hay thản phản, là giỏi về đàm phán thương mại. Sì. 最近股票市场很火，你不打算试试吗？股市风险太大了。现在形势好，我们楼里的大爷大妈都赚钱了。正因为连大爷大妈都开始炒股了，我才害怕呢。女的对炒股是什么态度？最近股票市场很火，你不打算试试吗？股市风险太大了，风险现在形势好。股市风险太大了，现在形势好，我们楼里的大爷大妈都赚钱了。正因为连大爷大妈都开始炒股了，我才害怕呢。女的对炒股是什么态度？Gần đây thị trường cổ phiếu rất là hưng thịnh. Bạn không định thử à? Thị trường cổ phiếu thì mạo hiểm rất là lớn. Hiện nay tình hình tương đối tốt. Ta với ta ma là... Đại gia, đại ma, tức là những ông lớn, bà lớn. Thiếu gia người ta gọi là sảo dế. Còn lão gia người ta gọi là tài dế. Những cái người mà đại gia nó gọi là tài dế, lão tài dế, lão đại gia, sau dế là thiếu gia. Nên là tài dế tam ma, ông lớn bà lớn. Những ông lớn bà lớn trong tòa nhà của chúng tôi đều đã kiếm ra tiền. Chính là vì thậm chí những ông lớn bà lớn đều bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Nên là cháo củ ấy, cháo củ là đầu cơ củ cổ phiếu. Chứ cháo bình thường nghĩa nó là xào cổ phiếu, nghĩa là bắt đầu nấu, bắt đầu đầu cơ. Cái từ tiếng lóng ấy. Cháo củ à? Vâng. Nó là từ viết tắt của từ khu hay sao ấy, C-O-L, C-O-L-L. Cháu củ phiếu là đầu cơ cổ phiếu. Khu là. Tiếng Anh anh thấy. Đúng rồi. To speculate in stock. Cháu củ, đầu cơ cổ phiếu. Cháu là xào, củ là cổ phiếu đúng không? Đây. Chính là vì thậm chí các ông lớn bà lớn đều bắt đầu tham gia, bắt đầu đầu cơ vào đầu cơ cổ phiếu nên là tôi mới sợ. Người nữ có thái độ như thế nào đối với đầu cơ cổ phiếu? Tiếng sử ta an sư bi, phản tuệ là phản đối. Đi 11 到 12 题是根据下面一段对话。爸爸，今天生物课上老师教了我们达尔文的自然选择学说。是吗？那你说说是什么意思？简单的说，自然选择就是生物之间存在着竞争，适应者才能够生存下来，不适应的则会被淘汰。说得真清楚，
我们人类也是通过这样的竞争，躲开了很多天敌的威胁，才生存到今天的。是的，不过自然选择的范围也没有当年达尔文所说的那么广泛，以后这些你也会慢慢学到的。十一，自然选择学说是谁提出来的？十二，根据这段对话，下列哪项正确？爸爸，今天生物课上，老师教了我们达尔文的自然选择学说，是吗？那你说说是什么意思？简单的说，自然选择就是生物之间存在着竞争，适应者才能够存在下来，不适应的则会被淘汰。说的真清楚。我们人类也是通过这样的竞争，躲开了很多天敌的威胁，才存在到今天的。是的，不过自然选择的范围也没有当年达尔文所说的那么广泛，以后这些你也会慢慢学到的。Bố ơi, hôm nay trong bài học sinh vật, thầy giáo có dạy chúng con thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. Đúng, con thử nói ý nghĩa đi. Nói một cách đơn giản, học thuyết chọn lựa tự nhiên chính là giữa những cái sinh vật tồn tại sự cạnh tranh, cái con mà thích ứng được thì sẽ có thể tồn tại được, không thích ứng được thì lại sẽ bị đào thải. Con nói thật là rõ ràng đấy. Con người chúng ta cũng thông qua cái sự cạnh tranh như này, như vậy. Nếu mà né tránh được sự uy hiếp của kẻ thù, né tránh được sự uy hiếp của nhiều kẻ thù tự nhiên mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Đúng rồi. Tuy nhiên, cái phạm vi của học thuyết chọn lọc tự nhiên cũng không rộng như vậy so với cái học thuyết mà Darwin nói năm đó. Phạm vi của A mới hiểu B quảng phản, tức là A không rộng lớn được như B thì thôi. Không rộng lớn như vậy so với cái những nội dung mà Darwin đã đưa ra năm đó. So với những gì mà Darwin đã nói năm đó sủa sùa. Sau này thì sau này thì những điều này con cứ dần sẽ, dần rồi học sẽ học dần được. Dần học được. Dần dần học được. Suy. Tự nhiên chọn lọc tự nhiên là ai? Học thuyết chọn lọc tự nhiên là ai đưa ra? Đáp án là C. Đó ở Quấn là Darwin. 12. Căn cứ vào đoạn thoại, xe lê nạ sang trông chuệ. Theo cái đoạn hội thoại này thì câu nào dưới đây là đúng? Đáp án là D. Tung vô chư chen chuẩn trại cho trình trông. Giữa những sinh vật thì tồn tại sự cạnh tranh. Đi 13 到 14 题是根据下面一段话。一只兔子被猎人打伤了，但它竟然带着枪伤成功地逃过了猎狗的追捕，回到了家里。同伴们都围过来惊讶地问他，那只猎狗很凶呀，你又带着伤，是怎么甩掉它的呢？兔子说，它是跑得快，
但我用尽了全力啊。他没追上我，最多挨一顿骂，而我如果不用尽全力的跑，就没命了。每个人都有很大的潜能，正如心理学家所指出的，一般人的潜能只开发了2%到8%左右，这就是说，我们还有90%多的潜能处于沉睡状态。谁要想成功，必须用尽全力才行。13，谁被打伤了？14，兔子为什么可以逃跑？一只兔子被猎人打伤了，但它竟然带着枪伤成功的逃过了猎狗的追捕，对，回到了家，同伴们都围过来，惊讶地问他。那只猎狗很凶啊，你又带着伤，是怎么甩掉它的呢？兔子说，它是跑得快，但我用尽了全力呀，它没有追上我，最多啊一顿骂。我如果不用尽全力的跑，就没命了。每个人都有很大的潜能，正如心理学家所指出的，一般人的潜能只开发了2%到8%左右。这就是说，我们还有90%多的潜能，处于沉睡状态。谁要成功，必须用尽全力才行。một con thỏ bị bị bắn bị người người thợ săn bắn thương. một con thỏ bị người thợ săn bắn thương. nó Tha. Tuy nhiên nó vẫn cứ mang theo vết thương của mình và chạy khỏi sự truy đuổi của con chó săn một cách thành công. Về đến nhà thì những người bạn bắt đầu vây quanh nó và hỏi nó một cách rất là ngạc nhiên. Cái con chó săn đó rất là hung dữ, bạn lại mang theo vết thương, làm thế nào bạn có thể thoát được nó? Con thỏ nói, nó chạy rất là nhanh, tôi đã dùng hết sức của mình, nó không thể đuổi được tôi, nhiều nhất là chỉ có thể ái ý tuân mà, làm nhiều nhất là có chỉ có thể ái bằng từ tuổi từ từ bảy bị cắn một trận, mà là chửi, ý tuân mà là bị chửi một trận, bị sủa như kiểu con chó nó sủa ấy, này đúng không? Không phải, ý là bị nó không đuổi được tôi thì nhiều nhất là nó bị chửi một trận. Thế mà nếu mà tôi mà không dùng hết tận toàn sức lực mà chạy thì không còn mạng sống nữa rồi. Ý là thầy con... ơi, nhiều nhất là bị nó cái con thỏ là bị nhiều nhất đấy. Ý là nó đã rất tuy nhiên tôi đã dùng hết sức mình, nó không thể đuổi được tôi, nhiều nhất là ai ý tuân mà nhiều nhất là bị một trận cắn ấy, hoặc trận sủa gì đó ấy. Con thỏ, đây là con thỏ bị chứ, con chó con chó bị nhá, theo lời kể con chó thỏ làm này. Sao mà nó lại bị được con chó, nó bị chủ nên chửi áp lực nó chỉ bị chửi thôi, còn con thỏ mà không chạy thoát nó đợp cho cái là chết đâu, thế là phải chạy cho mà nhanh. Ê, nhưng mà thỏ. Đây nó đang nói ý của con thỏ ấy, ví dụ là
nó không đuổi kịp tôi à, ok đúng rồi, đấy là tha tha sư lìa cậu đúng không? À, đây tha nói về con chó tha sư đi san chửa. Nó không đuổi kịp tôi nhiều nhất là bị cắn một trận. Bị chửi. À, nhiều nhất là bị là chửi một trận. Ừ, dẻo là cắn, dẻo y khẩu là cắn một miếng. Nhiều là chửi một trận đúng không? Nhiều nhất là chửi một trận. Tuy nhiên nếu như tôi không dùng hết sức mình để chạy thì đã không còn còn đã không thoát chết được. Mỗi người đều có cái tiềm năng rất là lớn. Cũng giống như là những gì mà nhà tâm lý học đã chỉ ra. Tiềm năng của một người bình thường chỉ có thể phát huy được từ 2 đến khoảng từ 2 đến 8%. Chính là nói chúng ta vẫn còn hơn 90% tiềm năng còn nằm ở trạng thái ngủ say. Nếu ai muốn thành công thì cần phải tận dụng hết sức mình mới có thể làm được. Okay. Chén nắng tiềm năng. Mấy người đều có chỉ phát huy 2% đến 3% của chén nắng. Còn 发挥了多少，百分之多少的潜能？ 我觉得我发挥完了，潜能不多，发挥完了，很累了，没有什么的，想休息了。现在如果我有一堆钱的话，我就不想做了，有车子有房子。 就不要做了。你有房子了，有车了，可以休息了。可是孩子还小，他们还需要吃喝玩乐，学习的，什么都需要钱的，所以要做，所以钱说再做。为什么你做？因为钱说。 然后我们转到读阅读部分吧。1888年，美国银行家穆尔当选副总统，可是他当银行家当总统以前。 他澄清只是一个卖布的小商人。穆尔说：“我做布铺生意挣得很成功。”可有一天，我读了一本文学家艾默尔的书，书中的一段话深深的。 刺激了我，他的核心意思是，一个人如果拥有一种人家需要的才能和特长，那么不管他住在什么环境，什么角落，终有一天会被人发现。这段话让我怦然心动，我觉得自己应该走向更广阔的空间去发展。 这使我想到了当时最重要的金融业，于是我不顾别人的反对，放弃布普生意，改银行。我不断的努力，在稳妥可靠的条件下进行运作。 许多人和企业都愿意找我，因此我经营银行十分成功。
最终成为金融巨头. Có cái từ bù bì, bù bì là vải vóc. Cái này này, đâu là? Bù bì. Phang chi bù bì, sinh ý. Bù bì. Y bì mã. Phang chi bù bì. Bù bì sinh ý. Bù bì là vải vóc. Bù bì. Y bì mã. Là y bì mã. Sai vâng sư mã. Năm 1888, một người tên là Murray làm ở lĩnh vực ngân hàng nước Mỹ đã trúng cử chức phó tổng thống. Tuy nhiên, trước khi làm tổng thống, ông ấy từng là một thương gia nhỏ bán vải. Murray nói: tôi buôn bán vải rất là thành công. Tuy nhiên có một ngày tôi đã đọc một quyển sách của nhà văn Emmer. Có một đoạn trong quyển sách đã cổ vũ tôi rất là nhiều, đã khích lệ tôi rất là nhiều. Cái ý nghĩa cốt lõi của nó đó là một người nếu như có tài năng và ưu điểm mà những người khác, mà mọi người đều cần đến, thì như vậy bất kể là anh ta ở cái môi trường nào, ở góc độ nào, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị người khác phát hiện ra. Cái đoạn này khiến cho tôi nhịp tim bất ngờ đập tăng lên. Tôi nghĩ rằng bản thân mình nên bản thân mình nên hướng tới một không gian lớn hơn để có thể phát triển. Điều này khiến tôi nghĩ đến ngành công nghiệp tài chính. Ngành công nghiệp tài chính rất là quan trọng thời điểm đó. Vì vậy, tôi bất chấp sự phản đối của người khác, đã từ bỏ việc kinh doanh buôn bán vải, chuyển sang kinh doanh ngân hàng. Tôi không ngừng nỗ lực, và dưới cái điều kiện đáng tin cậy, dưới những cái điều kiện đáng tin cậy đã tiến hành pin chùa là đã tiến hành hoạt động. Đã tiến hành hoạt động. Rất là nhiều người và nhiều doanh nghiệp đều mong muốn tìm đến tôi. Vì vậy, tôi kinh doanh ngân hàng rất là thành công, cuối cùng trở thành ông trùm về tài chính. Đấy.第十九，很多研究发现，适度的压力有利于我们保持良好的状态，更加有助于挖掘我们的潜力，从而提高个人的工作效率，比如。 运动员每到参加比赛，尤其是决赛时，一定要将自己调整到接近最佳状态，感到适度的压力让自己兴奋。如果他不紧张，没压力感，则不利于出成绩。适度的压力对挖掘自身的潜力是有正面意义的。 Rất là nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng áp lực mà vừa đủ thì có tác dụng cho chúng ta duy trì được một cái trạng thái tốt, càng giúp cho chúng ta có thể phát huy được cái tiềm năng của bản thân mình, hơn nữa có thể nâng cao được cái hiệu suất làm việc của cá nhân. Ví dụ như một vận động viên mỗi lần tham gia thi đấu, đặc biệt là ở trong trận
chung kết nhất định sẽ khiến sẽ điều chỉnh bản thân mình đến một cái trạng thái gần như là tốt nhất, cảm thấy một cái áp lực vừa phải khiến cho bản thân mình hưng phấn. Nếu như mà anh ấy không cảm thấy lo lắng, không có cái cảm giác áp lực thì lại không tốt cho việc tạo ra thành tích. Cái áp lực vừa phải sẽ là có cái ý nghĩa tích cực đối với việc phát huy tiềm năng của bản thân. Sử chiều tá an sư bi, cải rấn tà gia lì, sinh tụ là đem đến cho mọi người cái áp lực cái áp lực cho mọi người thì cần phải ở mức độ thích hợp. Mày mày có hiểu không? Sư đây mày có hiểu mày có hiểu cửa sứ san suy đỡ phụ nữ quay ai ý mà quay tha ý sang trong phủ sân chỉnh tạo ý cửa miễn phí đỡ luân ý tha sổ chùa đỡ bố của sư chuẩn bay là ý xìa bố của sư chuẩn bay là ý xìa bí yêu đỡ vốn chàn bình thiện xìa là ý xìa biểu cớ. 为此，他写了一篇如何向政府申请，免费伦理的报告。然后他在网上，卖他的报告，售价仅仅两美元。后来他每月可赚3万，简直难以置信，这么简单的事会有市场。会有如何的潜在利益？某người phụ nước Mỹ có một người phụ nữ 43 tuổi, vì là để xin chính phủ một chiếc xe lăn miễn phí cho dì của cô ấy. Những gì cô ấy làm, tất cả những gì cô ấy làm không chỉ là chuẩn bị những cái tài liệu. Một số tài liệu cần thiết mà còn viết điền vào một số các cái bảng biểu tờ khai ý là biểu cửa là tờ khai biểu cách mà còn viết và mà còn viết và điền vào một số các tờ khai. Cuối cùng cô ấy đã viết ra một bản báo cáo làm thế nào để xin chính phủ một cái xe lăn miễn phí. Sau đó thì cô ấy bán cái bản báo cáo của cô ấy trên mạng. Giá bán chỉ có $2 thôi. Sau này thì mỗi tháng cô ấy có thể kiếm được 330.000 tệ. 330.000 đô la Mỹ. Quả thật là rất là đáng kinh ngạc. Một cái sự việc đơn giản như vậy lại có thể có thị trường, có được cái lợi ích tiềm ẩn như vậy. Hóa là lão sư. Ơ sứ tá an sư bi. Sân chỉ miễn phê luyến nỉ đỡ sổ xì phê sáng chén tạm. Cái thủ tục xin cái xe lăn miễn phí rất là đơn giản. Vô cùng đơn giản. Đó. Chưa chưa. Thật sự thà có thể chuan chén. Trung Quốc nhân nói mấy có miễn phí đồ ủ chán à. Thế giới sang mấy có miễn phí đồ ủ chán. Sama sư đều có lý do đó. Miễn phí, linh một phương diện là một chủng quảng cáo đó. 对你呀、理解这个方面很清楚、啊、不仅是一个汉语老师也是个经济学家我觉得你是学家学经济学的很不错经济学家因为是学汉语的在汉语中有很多理论的
你在哪个方面学汉接语的触人，汉语？嗯，很哲学的，对吗？你觉得对吗？对，汉语就很哲学的。每个学科都，学了很多，哲学故理事，论。哲学理论嗯，在成语中也和，有很多哲学理论。叫我一个外号了这些，我外号呗，外号的呗，事实，实际所以我啊，是。实际内容，实际嗯，买对好，对呀，我给 了，自然话在嘛，这就没给我买好喂，对，在这没给我给买好喂。听了就知道，自然说的就觉得有点难，功课或者一个。教功课训，了呗，好先读对头，先管给买好嘛，买功好课读就书是喂，在书这本样。上的，实际的教训就好了。教训，giáo dục劳动，giáo dục thực tế对，không phải là bài học实cơ,际教kiểu như训。cho dạy cho mình một bài học ấy, học hơn mình nhớ cái từ đấy rồi tự nhiên quên mất, dạy bài học. Còn cái khung课là cái trên sách vở, bài học chưa khung课là bài, làm bài tập Đây. các làm ấy thế. Ok,继续吧老师. 21. 一家森林公园啊，成养一家森林公园成养了几百只梅花鹿，梅花鹿对，尽管环境幽静，水草丰美，又没有天敌，但几年以后，鹿群非但没有发展，反而病。OK，这个病的病，死的死，对吗？老师，病的病，死的死。没有敌人，那这些哪里的？鹿群非但没有发展，反而病的病，死的死。cái nào con nào chết con nào ốm thì ốm con nào chết thì chết nữa đây mà tin tại chứ con nào ốm thì ốm con nào chết thì chết mà ngược lại Xem hiện tại là tớ là新冠肺炎的病的病死的死，不管了，走天嘛拜。竟然出现负增长，后来公园买回几次粮，放置在园内，在粮的追赶捕食下，鹿群只得紧张的奔跑逃命。这样一来，除了那些老弱病残者被狼捕食外，其他鹿的体质日益增强，数量也迅速的增长起来。một cái công viên rừng rậm, một công viên rừng rậm từng nuôi một vài trăm con hươu sao, bất kể là ở môi trường yên lặng, ở môi trường tĩnh lặng, nguồn nước và đồng cỏ tươi tốt, lại không có kẻ thù tự nhiên. Tuy nhiên, một vài năm sau thì cái đàn hươu sao này không những không phát triển mà còn bị bệnh và mà còn cứ bị bệnh dần và chết dần. Sinh rán đột nhiên xuất hiện phụ trăng trảng là什么意思啊老师？phụ chu chu Phụ xian phụ trăng trảng là phụ là thêm tăng trưởng phụ đột nhiên thì xuất hiện cái gì? Phụ trăng trảng. cái từ phụ ấy nó là gánh vác thêm chịu chịu thêm tăng trưởng bổ sung Có nghĩa là vì phải là gánh gánh vác lên cái sự khiến cho cái đàn hươu này phải tăng trưởng đúng không? Cú sự đây là nghĩa là sử chinh rán chu xen là phụ trăng trảng. Ngược lại những con nào Đây là ốm thì vẫn là một ốm cái này câu đấy chứ? chết thì chết này
Nhưng mà mà ngược lại con mà đột ngược lại nhiên thì là bị tăng trưởng âm, tăng trưởng âm, phụ tăng trầm tăng trọng á. phụ trầm trọng, tức là bị giảm lên về số lượng ấy, tức là Trầm mấy trọng là tăng trưởng đúng không thầy? vâng Trầm trọng là tăng ấy, gia trọng. trầm trọng là tăng, nhưng mà phụ Đột trầm trọng nhiên thì xuất hiện. là cái tăng trưởng âm, tăng trưởng Thì đây thì nếu như thế, nếu mà tăng trưởng âm thì phải đột nhiên xuất hiện sự giảm về số lượng. giảm về số lượng ấy, tức là bị hụt đi ấy. Thế nên họ mới nuôi con sói Vâng. mà để cho nó đuổi cho nó khỏe À, tuy nhiên thì cứ bị bệnh dần và chết dần, đột nhiên thì xuất hiện sự giảm về số lượng. Câu này để xem lại. À, nó sau liên quan đến câu đó sau. thì không, câu này á, tất nhiên là liên quan đến câu sau, nhưng câu này nó vẫn là vía của phía trước, Cái vẫn trong là từ về điển vía nó của ghi phía là trước. phụ trương giảng ấy, phụ nghĩa là âm, số nhỏ hơn không gọi là phụ, phụ Thế trương thì đây là giảng giảm rồi, tức là giảm, phụ trầm trọng tăng là giảm, tăng trưởng âm thì có tăng nghĩa là trưởng giảm, giảm. tăng trưởng giảm. Thì đột nhiên xuất hiện tình trạng giảm về số lượng. Sau này công viên mới mua một vài con sói đặt vào trong công viên, dưới cái sự truy đuổi của con sói để tìm thức ăn, hủ sứ để ăn thịt. Hủ hủ sứ là Dưới vụ sự bắt truy bắt đuổi ăn. Ừ. dưới sự truy đuổi của con sói để bắt ăn thịt, cái đàn hươu đành phải chạy nhanh để thoát thân, đều phải gấp rút để chạy nhanh thoát thân. Cứ như vậy, ngoài ngoài những cái con bị tàn tật, yếu và già bị con sói ăn thịt, thì thể chất của những con hươu khác càng ngày được tăng Tăng lên. cường, Ừ. số lượng thì cũng nhanh chóng được tăng lên. Tan sư đi láng tờ chơi cả sử sử mấy khoa lụy thì trừ chân chéo. Cái sự truy cản của con sói thì khiến cho thể chất của con hươu sao được tăng cường. Lên. Suy giao yếu lần chơi phụ nữ à? Mấy có người chơi cả chơi cá nữa. Cản chơi của Cản của tao, cản của sao? Ủa, xem dài hẳn mắng. Chuan xin đó, xin chuyển khoa chuan chuan nhỉ. li, bù shì, dùng quyền lực công tác và học tập. Chuyển xin quyền lực là công chúa和学习。决心不是用权力，决心来工作和学习和锻炼身体，去好。学跳舞，学什么的？我喜欢的就是呀，学跳舞、游泳。游泳，对，游泳我，你像一个运动员一样，那么强壮啊！上午跑没有步，什么。下午游泳，晚上打网球。我没有那么多时间了，工作、家庭、学习呢？压力大的，可是你强壮，可以呢，受压力，耐力的，是，也耐力是，者，我也是管理人呢，是中心头的管疼，理人，很累啊，不是，没什么头疼。比较忙啊，比较累一点，头好，疼啊，做什么头疼？我不做。有害性的就做，对，有喜欢对的，事情感兴趣的，喜欢的有正面的意义的，搞营业的狗的，有正积面极性。的事情，积极性的。今天比较忙，开心了。不是开心，是累一点，有多事要做，比较累一点。
我，物产一些的汉语的生物不是复杂的字，我的身体不太，怎么说呢？要做的，要做很多事，所以呢，学习还有学习速度比较慢一点。对，没问题。那样就快了。<笑> Cạnh tranh thị trường đó là chỉ cái người sản xuất hàng hóa hay là cái người kinh doanh hàng hóa, vì là để tranh giành lấy cái vì là để tranh giành lấy trong đó hiểu lý đó Cái điều kiện lưu thông vì để tranh giành lấy những cái điều kiện sản xuất hoặc là lưu thông. lưu thông hoặc là sản xuất có lợi vì là để tranh giành lấy cái vị trí điều kiện lưu thông Đúng. hay là sản xuất có lợi mà tiến hành việc tranh đấu. Cạnh tranh chính là một quy luật thông thường của kinh tế hàng hóa. Nó là sự sao biển bản lê sự sự chứng tỏ nó là kết quả của việc tồn tại mâu thuẫn trong bản thân các hàng hóa. Nó là kết quả tồn tại trong mâu thuẫn bản thân các loại hàng hóa chủ yếu chứng tỏ sao biển chỉ có thể tồn tại trong sản xuất hàng hóa và bán hàng hóa Trao đổi hàng hóa, giao khoản. cho khoản đây là mua bán đấy, thế có cả nghĩa trao Vâng đổi với mua thì cái nghĩa mua bán nó hay hơn. vâng. Trong kinh tế chính trị họ gọi là trao đổi hàng hóa. Trao đổi hàng hóa, quy luật cạnh tranh sẽ có tác dụng. Cái kinh tế hàng hóa còn có một cái quy luật giá trị rất là quan trọng. Quy luật giá trị tồn tại chắc chắn Tất cái cạnh tranh nhiên chắc chắn được sẽ sinh ra sự cạnh tranh. Đồng thời như vậy thì cái tác dụng của quy luật giá trị chỉ có thể có ở trong cạnh tranh mới có thể thực hiện được. án sư Đáp án chữ C. Chủ yếu有商品 sinh sản và giao khoản, chưa có cạnh tranh. Chỉ có sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa thì mới có cạnh tranh. Vâng. Ờ. Tiếp theo, 23 đến 25.
有一句老话叫一个和尚挑水吃，一个和尚挨水吃，三个和尚没水吃。如今这个观点过时了，现在的观点是一个和尚没水吃，三个和尚水多得吃不完。Có một câu châm ngôn được gọi như sau. Một hòa thượng gánh nước để ăn. Thầy. Đây. Theo ở đây, gánh nước để ăn. Chuẩn trư nước để ăn. Hai hòa thượng ái sủy trư. Thái sủy trư. Là thái hai hòa thượng sao? Khiêng nhấc dơ nâng. Thái chỉ thấu lái, nhấc ngẩng đầu lên. Hai hòa thượng thì khách hai hòa thượng khiêng... Tiếp theo, ba hòa thượng, thượng không thì có nước ăn. Thì ba hòa thượng không có nước ăn. Ngày nay thì cái quan điểm này đã là hậu rồi. Quan điểm hiện nay đó là một hòa thượng không có nước ăn, ba hòa thượng khác thì nước nhiều ăn không hết. Yǒu sān ge miào, yǒu sān ge miào. Zhe sān ge miào lǐ he biān dou bìjiào yuán. Zěnme lǐ jiǎ chī shuǐ wěntǐ nè? 第一个庙由于跳水的路比较长，如果一个人跳一会就累了，于是三个和尚商量，咱们来个接力赛吧。每人跳一段路，第一个和尚从河边跳到半路停下来休息，第二个和尚继续跳，之后再转给。 之后再传对吗？传给，对。之后再传给第三个和尚，跳到缸里，灌进去，空桶回来再接着跳，大家都不累，水很快就跳满了。这是协作的办法，也叫机智创新。 Có ba ngôi đền. Có hai cái này gì đền hay miếu ấy thầy? Miếu. Có ba cái miếu. Ba cái miếu này đều cách tương đối xa dòng sông. Làm thế nào để giải quyết vấn đề lấy nước ăn? Làm thế nào để giải quyết vấn đề lấy nước ăn đây? Cái miếu đầu tiên là do cái đường đường sách nước. Nước. Đường sách nước tương đối theo dài chỉ theo sợi sự gánh nữa đấy tôi đường gánh cái này là cái này là gánh đấy thầy ạ bởi vì là đường xa người ta chỉ gánh đấy không thể vác không thể xách được chỉ theo gì mà theo hành lý có một câu từ Nì theo chơ tàn, wǒ jiān zhe mǎ. Đúng mà? Theo chơ tàn. Theo chơ tàn. Theo chơ tàn. Thì gánh cái đoạn gánh. Tôi thì dắt ngựa. Yếu ý theo sợi đó lùi bị cho trắng. Rú của A đâu nhỉ? Ao đọc rồi. Là do cái đường gánh nước tương đối dài. Nếu như một người gánh một lúc thì sẽ mệt. Vì vậy ba hòa thượng mới thương lượng chúng ta mỗi người đều thi tiếp sức lái cửa chia ly sải chúng ta mỗi một người đều thi tiếp sức đi mỗi người sẽ gánh một đoạn người hòa thượng thứ nhất thì gánh từ sông cho đến nửa đường dừng lại nghỉ ngơi Hòa thượng thứ hai thì tiếp tục gánh, cuối cùng thì chuyển đến hòa thượng thứ ba, gánh đến cái vại nước đổ vào trong cái thùng rỗng sau đó lại tiếp tục gánh, mọi người đều không mệt, nước thì rất là nhanh đã được gánh đầy. Cái phương pháp hợp tác này được gọi là đổi mới cơ chế. 第二个庙，老和尚把三个徒弟都叫来，
说我们立下了新的庙会，要引进竞争机制。三个和尚都去跳水，水跳得多，晚上吃饭加一道菜，水跳得少，吃白饭没菜。三个和尚拼命去跳。 一会水就跳满了，这个办法叫管理创新. Ở cái miếu thứ hai thì cái vị hòa thượng già gọi ba đồ đệ lại và nói là chúng ta lập ra một cái quy định miếu ở trong miếu, quy định mới ở trong miếu cần phải dẫn đến cái cơ chế cạnh tranh. Ba hòa thượng đều đi gánh nước. Ai gánh được nhiều thì buổi tối ăn cơm sẽ có thêm một món ăn. Ai gánh được ít thì sẽ ăn cơm trắng, không có món ăn. Ba hòa thượng thì ra sức gánh nước. Một lúc sau, nước đã được gánh đầy. Cái phương pháp này, cái biện pháp này được gọi là đổi mới quản lý. Đi sang cơ mèo, sang cơ sở hứa sang sang lẻ. 天天跳水太累，咱们想想办法。山上有竹子，把竹子砍下来连在一起，竹子中心是空的，然后买一个露炉，然后买一个露炉。第一个和尚把一桶水舀上去，第二个和尚掌管倒水。 第三个和尚在地上休息，三个人轮流换班，一会水就换满了，这叫技术创新。 Cái miếu thứ ba thì có ba hòa thượng nhỏ sang lẻ đàm phán, hàng ngày đều phải gánh nước rất là mệt. Chúng ta hãy nghĩ ra cách đi, trên núi có những cây tre, hãy chặt những cây tre xuống và lén chạy chỉ xếp lại nối với cùng, nhau nối lén chia từ lén kết nối lại với nối. Nhau đây, nối thành ống ấy, bọn này là nối thành ống nó dẫn về nối lại với nhau. Trong cây tre là rỗng, bên trong cây tre là rỗng, sau đó thì mua một cái dòng dọc. Hòa thượng thứ nhất thì đem cái thùng nước, thùng sợi, đem cái thùng nước giáo là đổ vào à thầy? Hòa thượng thứ hai thì lắc giáo là lắc lên, mua một cái thùng nước giáo thấu là lắc đầu ấy. Biết là thế rồi nhưng mà mình sẽ phải dịch phát nghĩa ấy. Để anh xem đằng sau nha. Hòa thượng thứ nhất thì đem cái thùng nước như thế nào đó. Hòa thượng thứ hai thì chuyên trách việc đổ nước. Hòa thượng thứ ba thì chơi ở dưới, đúng không? Nghỉ ngơi ở dưới núi. Hòa thượng thứ ba thì nghỉ ngơi ở dưới núi. Ba hòa thượng thay nhau luân phiên thay nhau. Một lúc sau thì nước đã được đổ đầy. Thay ca, khoản pan là thay ca. Thay ca nhau. Một nước sau thì nước đã được đổ đầy. Điều này được gọi là đổi mới kỹ thuật. Kỹ thuật. Thì mình hiểu là đổ nước từ trên núi xuống theo cái tre thì cứ thế một người đổ, một người hứng nước cho vào vại thôi ấy. Nhưng mà cái từ giáo này không biết dịch thế nào. Giáo nào có thể là múc à. Múc nó lên. Nước không tự nhiên nó chảy vào phải múc lên. Đúng rồi, đúng không? Thế còn hòa thượng thứ hai thì là phải là đem cái thùng. Đây là chắc là đem cái thùng nước đổ quản lý xuống. Cái hoàng thượng thứ hai thì chuyên việc đổ nước. Đổ nước. Hòa thượng thứ ba thì nghỉ ngơi ở dưới núi. Thì có nghĩa là một ông đổ, một ông nghỉ ngơi chơi, một ông đổ ở trên, một ông đổ ở dưới và cang, còn một ông nghỉ ngơi cứ thế thay nhau.
hay ca nghĩa là nhau được một ông nghỉ hai ông chơi và à, hiểu như thế. Hay nhau nghỉ Mà cái từ gió luôn, gió là lắc gió lư sang luôn, chị gió gió thổi lắc lắc nhưng mà đầu. không hiểu là lắc thì làm sao nó ra nước được, ý là nó phải ý nghĩa là phải là tả phải y y thúng sợi phan chi chi hoặc là gì đó, phua phua là đổ ấy thì đó, Tạo tạo là đổ, tảo gì là đấy, hoặc là quản quản cũng là đổ, với từ quản bên trên này này, quản vâng. chin chi cũng là đổ rót vào. Thế nên chắc lấy nước suối thì chỉ cần lắc nó vào thôi, kiểu như là định hình chỉnh hướng dòng nước để cho nó Định hình vào dòng đúng. suối ừ, cũng có thể, nhưng mà đây là tả, thầy ơi có từ tả này, tả y thúng sợi Đâu? À, bả y ờ, thúng tí nữa sợi cửa sàng phải y giáo thúng sang sợi chỉ, giáo sang chị tức là múc một thùng là nước đem đưa cái lên thùng nước, trên. Múc cái thùng nước đưa lên trên. cái Còn này cái là phần múc một thứ thùng nước hai thì chuyên đúng quản rồi, lý cái việc đổ nước. đổ nước đúng À, rồi, đổ nước, thế còn nước nó chảy xuống thì nó sẽ vào thẳng bên dưới thôi. Đấy. Chắc. Rồi. thứ 3,第一个 mèo dùng tập ban phả sự, cái biện pháp của cái miếu đầu tiên đó là điện biện pháp mà miếu đầu tiên dùng đó là si san cơ rến chia ly theo suối, là ba người tiếp sức gánh nước. Rồi. Ở thứ sự tiêu cơ mèo tập quản lý trở sự, cái người quản lý của miếu thứ hai đó là lão khứa sao, là hòa thượng già. Ở thứ ti san cơ mèo cần chén cơ tờ chi biến sự, cái sự khác nhau của cái miếu thứ ba với hai miếu trước đó là tan sự đi sử dụng là xin là công cụ, sử dụng cái công cụ mới. Công cụ mới. Cái phải học. Chưa? OK, sư. Sư chia chu mình, Lý Tuân à? Lý Tuân, tôi mà lão sư. Rồi, Lý Tuấn. Sư chia chu mình tờ Lý Tuân công sư, vì là sử tự chỉ tờ sản phẩm xuyên sụ tả chinh sư trang, tại khai yê y, y sử, biểu trụ xin trái tờ chỉ ban là ý sự chinh trái tờ biểu diễn. Tham mần mài lái chỉ thấu xảo chú dùng chấu tay kể tham mần chinh xin tả bàn binh quan sang xế yếu lì tuân xa tờ cua ở tờ khống phú rắn khẩu cản trở tham mần chăn cua nào sự yến chỉ chung rấn ở chú ý à yến chỉ chung rấn ở quan chú ý tuệ đá tao là răng sang phỉnh à, cha uy khu xảo đó mục à, công ty lập đốn là thầy Công công ty ty lập đốn Lipton Lipton là Liptin à, công ty lại sản xuất cái gì trà thầy Lipton L-I-P-T-O-N. công ty Lipton Không biết là cái này công trà ty hay là này gì. công ty sản xuất trà mà công ty À, trà chắc là trà đấy. Liptông rồi, cái trà Liptông của à, mình nhé. vậy ở trang trại của Lipton trà công ty lắp tông nổi tiếng thế giới đã khiến vì là muốn các cái sản phẩm của bản thân mình muốn các sản phẩm của mình nhanh chóng gia nhập thị trường. Khi mà bắt đầu gây dựng ấy thì đã rất là sáng tạo tổ chức một cái sản trực buổi trưng bày rất là hấp dẫn, đã từng tổ chức một buổi trưng bày sản phẩm rất là hấp dẫn một cách sáng tạo.
họ đã mua một vài con heo nhỏ dùng dây băng dày lụa cậy tha mẩn và trang trí cho nó một cách tỉ mỉ, chăm chú, một cách tỉ mỉ, và còn treo lên một cái biển hiệu. Còn bà còn treo lên một cái biểu ngữ viết là đứa con cô đơn của gia đình Liếp Tông. Liếp Tông. Sau đó thì nhanh chóng treo chúng ở những nơi những thành phố, ở những nơi náo nhiệt. Nào sự. Nào sự là sau chóng thì nhanh chóng treo chúng ở những nơi phố xá náo nhiệt để thu hút được sự chú ý của đông người, và đã nhận được đạt được cái mục đích là khiến cái hàng hóa nhà nhà đều biết đến. Zuo quảng cáo thông thường xin yao hoa trung xin, dan ruo jiang xin du yun Yé nâng sư liang bó qian xin. Dùng chê sào de qian rang quảng cao yếu sheng yếu sơ. Chá yê gong sư yu chú. Feng mã niu bù qí, bù xian qí. Dàn jin gong sư gong quan ren yuán sơ hoa xiao chú cheng le chú xiao gong chen. Chí yê yê chia sử thắng phây. Làm quảng cáo thì thường xuyên cần một cái số, cần tiêu một số tiền rất là lớn. Tuy nhiên sự trang xin rồi trang xin tú in, tức là làm một cách độc đáo. Tuy nhiên làm một cách độc đáo thì có thể sư lẻng vua sư lẻng là trang xin. Chiang chin là chen là nghìn đúng không? Chin là cái cân, hàng nghìn cân, có thể là mất đi hàng nghìn cân. Tức là rất là tốn công sức. Tuy nhiên thì làm một cách độc đáo. Đá là nhổ ấy. Có thể chứ. Pua. Lẻng pua lưỡng ba. Chứ này là pua. Nhưng mà nếu mà làm độc đáo thì có thể sẽ lẻng chia sử lẻng 42. Pua là nghĩa là gì thầy? Pua là vứt ném đi. Mất đi hàng nghìn. Tức à? Đây là thành ngữ hả? Đây là thành ngữ rồi. Đó là thành ngữ rồi, bởi vì là nó là lẻng, sư lẻng nó không có ý nghĩa thực tế, mà nó là liên quan đến sư lẻng pua chen chin 40 hoặc 2000 bảng Anh à. Trong từ điển nó ghi như thế. nó là cả một cụm luôn. Thành ngữ rồi. Nhưng mà thành ngữ này ít là gặp. Nó sai. Okay. 42000 bảng Anh. Một số lượng tiền rất là tiền lớn. Mà, có nghĩa là cái này nhá, nhưng mà nếu mà làm cách độc đáo thì có thể như kiểu mất tiền sao này. Thôi được rồi, cái đấy bỏ. Bỏ. Cái số tiền, bởi vì cái này phải đọc cả một câu thành ngữ này cơ thầy. Phải đọc cả cái cụm này một bài thì mình mới thoát ra được cái ý của nó. Có thể, dễ nấng này, là có thể như nào đấy thì mình mới thoát ra được. Đọc cả một cái cụm từ này nó lý giải. Từ lẻng vua trang chín ở tham ăn lý trẻ sơ sơ mở quan ý sự ý cơ cụ sử. Số tiền dùng ít nhất cũng khiến cho cái quảng cáo có màu sắc, có tiếng tăm, có đặc sắc, được nhiều người biết, nhiều sân, nhiều sửa, hữu thanh, hữu sắc. Số tiền sử dụng ít nhất cũng làm cho quảng cáo có sự đặc sắc. Công ty trà và con heo không liên quan đến nhau. Tuy nhiên thì
phân mã nếu phụ trí, phụ trang trí là không liên quan đến nhau. À, tuy nhiên, đi về sau này thầy, trình công sư quan, trình công sư quan, công quan nhân viên, đó là gì? Những nhân viên, trình công sư, những cái nhân viên mà trình công sư quan nhân viên trưng sơ, quan quan là rồi, cung quan từ từ cung cung quan rấn duyến ấy, tức là cái nhân viên quan hệ công chúng, còn chiên là làm những cái nhân viên làm cái lĩnh vực quan hệ công chúng, cái sơ khoa này là cái kế hoạch, cái kế hoạch của những cái nhân viên làm quan hệ công chúng. Chinh công sư, chinh tức là một cái sự trải qua, kinh qua đấy. Ở đây thông qua, cái từ chinh là mình dịch là thông qua cái gì, cung đây sư là động từ cung quan nhân viên, chưa khỏa nó là động từ, thông qua cái kế hoạch của nhân viên quan hệ công chúng của công ty, của nhân viên. Đúng rồi. Đó là động từ. Thông qua cái kế hoạch của nhân viên quan hệ công chúng của công ty, cái con heo nhỏ cuối cùng cũng đã trở thành một cái công thần giúp cho việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, hoặc là một cái công thần trong việc quảng bá. Doanh nghiệp cũng vì thực hiện việc này mà phát triển nhanh. Thống phây tức là bay cao. Chia sử tức là sử là cái này đâu, chia sử tức là mượn cái cơ hội này và cũng phát triển lên. Okay. Cái doanh nghiệp cũng mượn cái cơ hội này mà phát triển lên. 相比之下，我们游戏企业至今仍固守着传统的 营销模式，促使方式习惯跟着感觉走，以致推出的促销方式，不是步人后尘，就是偏离的市场，结果总是感到竞争激烈，生意难做。 So sánh, làm sao nếu so sánh thì chúng ta có một số các doanh nghiệp hiện nay vẫn cứ sử dụng vẫn cái cố thủ dùng những cái phương thức marketing truyền thống. Cái thói quen dùng cái phương thức quảng cáo thì cân trở, đi theo lối mòn cũ, đi theo cảm giác. Đi theo cảm giác. Cái thói quen, phương thức thúc đẩy cũ vẫn là đi theo cảm giác. Thúc đẩy tiêu dùng ấy, chú xeo thúc đẩy tiêu dùng. Chú xeo phương sự thói quen, thói quen, phương thức thúc đẩy tiêu dùng. Vẫn là nó có nhiều nghĩa lắm. Nó có nghĩa là thúc đẩy tiêu dùng, lúc thì có nghĩa là thúc đẩy tiêu dùng, lúc thì có thì nghĩa là marketing quảng cáo. Marketing quảng cáo là dùng để thúc đẩy tiêu dùng mà. Cũng thế. Tiếp. Ok. 以致推出的促销方式, cái phương thức quảng cáo thuê chu. Được đưa ra, thôi chu là đẩy ra, được đưa ra. Cái phương thức dẫn đến cái phương thức quảng cáo được đưa ra thì không phải là bắt chước cả thầy. Không phải là bắt chước người khác. Không phải là giống người khác. Bù rấn khẩu trấn tức là thì đi theo bụi của người phía trước. Bù rấn là bù tẩu. Trấn là bụi đấy.
Bắt chước người khác, theo gót người khác, hít hít bụi thằng khác. Không phải là bắt chước người khác, chính là khen lý. Khen lý là đi lệch hướng này. Đúng rồi, rời khỏi. Kết quả là luôn luôn cảm thấy sự cạnh tranh rất là ác liệt, buôn bán kinh doanh thì làm rất là khó. Khẩn nạn. Tại tăng trên cả sự sản trình trang trung, chú là sang phỉnh trợ lạng hứa xeo sâu che cửa đã trình trang trư ngoài. Ính xeo sơ lệ dễ sư y chủng trình trang sổ đoạn. Rú khứa ý xeo sảo tờ thấu rù khô tớ khung tung xeo khổ ý chẳng với sử đua sang gia chan uy trình trang xin cụ khờ đờ yêu ý rửa điện chung mình để chinh yến trở bộ phán chúng lý tuân công sư chú xào đờ chẳng công chinh yên chung chính trảo ý xí chân đuôi bộ thống chứng sư đờ xào phê yêu chiếu đảo ý xí bế chú xin trái đờ chú xào mạo trao chúng ớ đá đào xuyên sụ xào sâu đờ mục đi mạo trao mạo, đây, mạo trao mạo mạo đờ mạo chú xào mạo trao chú xào mạo trao chúng ớ đá đào xuyên sụ xào sâu đờ mục đi trong cạnh tranh thị trường hiện nay, ngoài cái cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá cả tiêu thụ, thì cái chính sách, cái sách lược marketing cũng là một thủ đoạn cạnh tranh, cũng là một mánh khóe cạnh tranh. Rú khứa, làm thế nào để đầu tư tương đối nhỏ, bỏ đầu tư tương đối nhỏ mà nhận được cái hiệu quả lớn, rất là lớn, đã trở thành chống quấy, ỷ chống quấy. Đã trở thành cái gì đó? Đâu, chống quấy, sử tua. Nhiều... Trở thành một cái rửa tiền. Tham gia vào lĩnh vực cạnh tranh. Chống quấy à? Đã trở thành chủ đề hot. Đã trở thành chủ đề hot mà nhiều thương gia tham gia vào cạnh tranh. Và thu hút được khách hàng à? Ỷ chống quấy, chủ đề nóng, rửa tiền là chủ đề nóng. Đúng rồi. Với sử dụng sang gia chan nữ trình trân, xin trở thành chủ đề nóng mà rất nhiều thương gia tham gia vào cạnh tranh để thu hút được khách hàng. Những người kinh doanh thông minh sao không từ cái kinh nghiệm thành công trong cái tiêu thụ sản phẩm của công ty Lipton để tìm ra một vài cái gợi ý đối với các cái nhu cầu tiêu dùng các tầm lớp khác nhau để làm ra một số các cái kiểu chiêu trò quảng cáo, mạo trao, kiểu quảng cáo mà độc đáo, từ đó có thể đạt được cái mục đích nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm. Vậy biết câu văn lặng lặng quá. 26. Lý Tuân công sư vì sao yêu mãi xào chú? Mãi, yêu mãi xào chú. Yêu mãi xào chú. Công ty Lipton tại sao lại muốn mua con heo nhỏ, heo con? Đáp án chữ C, vì là tuyên truyền tham gia sản phẩm để quảng cáo cái sản phẩm của họ. 27. Căn cứ sang vấn, Lý Tuân công sư chủ yếu của sản phẩm nên là theo như đoạn văn, cái sản phẩm chủ đạo, sản phẩm kinh doanh chính của công ty Lipton nên là đáp án chữ D. Trà dê là trà. 28. Sang vấn chủ yếu sẵn cao sủa mần. Cái đoạn văn ở trên chủ yếu muốn nói với chúng ta. Đáp án chữ C.
促销方式要有特点, là cái phương thức quảng cáo cần phải có đặc điểm. Đặc điểm, chứng riêng, giao thừa bía đó. Thừa bía đó. Quảng cáo. Chi tiền. À, xu xiển ạ. San theo chi chữ. Xu xiển. 他的一些花，他的这些花无意中接近了事实。 Những cái lời nói này của anh ấy vô tình chung đã tiếp cận đến sự thật. 必须采取措施刺激企业活跃起来。 Cần phải áp dụng một cái biện pháp đã kích thích doanh nghiệp linh hoạt trở lại. 这种商品占的比例大高了，太高了。Cái tỷ lệ mà cái mặt hàng hóa này chiếm thì rất là cao rồi. Quá cao rồi. Hảo. Hảo. Hôm nay học đến đây à? Na, sau khi học, chúng ta tiếp tục học thứ 31 nhé. 老师啊，星期日我们改学习时间可以吗？星期日，可以啊。我们是晚上，都是晚上学习可以吗？晚上我有吉他的班了。晚上